Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2018, phiên bản 2.0, biển tỉnh, màu trắng, biển 88A247.28 ạ. Chiếc xe này của em chạy được hơn 2 vạn km. Đó, màu trắng, biển tỉnh. Bản này là bản 2.0. Trên bản 2.0 thì sẽ được trang bị khá là nhiều option so với bản 1.6. Bản 2.0 nó là bản full cao cấp nhất của Kia Cerato rồi mọi người nhá. Cerato này thì ở cái đời cuối năm 2018 thì đã ra cái form này rồi, ra cái mẫu mới này. Đây là form mới model của 2019 mọi người nhá. Những chiếc Cerato này thời điểm hiện tại thì bây giờ không còn bán mới nữa. Bây giờ thì hãng bán K3 là mẫu mới. Nó cũng giống như trước đây là chiếc Kia K3 ngừng sản xuất thì ra phiên bản Cerato. Và bây giờ Cerato ngừng sản xuất thì lại quay về bán K3. Nói chung nó là tên thương hiệu thôi ạ. Nó vẫn là một dòng chủ đạo của hãng. Chiếc xe này thì có thể qua video này hình ảnh nó không được sắc nét, vì là bây giờ buổi tối rồi. Xe thì màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp, nhưng mà do rất là nhiều yếu tố, đèn đường rồi đèn đỏ, đèn xanh đó, xe nó đổi sang màu vàng. Nhưng mà mọi người yên tâm nhá, nước sơn này của chiếc xe này sơn zin còn khoảng tầm 90%, nên là mọi người có thể yên tâm. Nói chung là chất lượng thì ổn, ok. Đó. Biển tỉnh 2.0, cốp để đồ hơi tối một chút đúng không ạ? Nói chung là cốp để đồ thì rộng rãi. Trong cái phân khúc của Cerato này thì mọi người cũng thường biết rồi, khá là hợp lý và đẹp. Tùng ơi, bật cho tôi cái đèn lên cái, bật đèn. Mọi người có thể thấy được cái đèn rất là đẹp đúng không ạ? Mới. Thiết kế của những chiếc Cerato đời này mang phong thái thể thao, trẻ trung và năng động. Đây, rất là đẹp luôn, đèn rất là nét. Nói chung là thể thao khỏe, trẻ khỏe. Đẹp hơn rất là nhiều so với đời trước. Và giá tiền thì bây giờ nó cũng cực kỳ hợp lý thôi. Ở thời điểm hiện tại những chiếc Kia K3 những chiếc Kia K3 đời mới để lăn bánh được bản 1.6 thì cũng phải đâu đó xe mới thì cũng phải đâu đó trên 700 triệu ạ. Trên 700 triệu để mua được xe mới ạ. Còn lại thì mình cũng phải so sánh ngược lại với cả những chiếc Cerato của đời cũ. Đó. Thì hiện tại những chiếc Cerato của đời cũ ấy cũng phải trên 500 triệu rồi. Đó. Nếu bản 2.0 em cứ tính là 2017 đời cũ thì bây giờ mọi người mua cũng phải trên 500 triệu rồi ạ. 2.0 cũng phải trên 500. Thì đây là 2018. Đó. 2018 thì tất nhiên giá lệch không quá nhiều. Thì sự lựa chọn Cerato vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với quý khách hàng. Vì là buổi chiều tối nên là có thể em quay nó cũng không được sắc nét cho lắm. Nhưng mà hy vọng là vẫn gửi đến cho quý khách hàng được những video để mọi người có thể nhận diện được chiếc xe. Ở đây thì có cửa sổ chơi ạ. Đây ạ, mọi người có thể thấy được rất là mới này. Còn ổn, khá là ok. Trong cái phân khúc và trong tầm tiền thì Cerato này vẫn được rất là nhiều các bạn trẻ, anh em thanh niên thích. Giá cả hợp lý là một phần. Form dáng rất là đẹp, trẻ trung, năng động. Đó. Ở đời này thì những chiếc Cerato lại được rất rất nhiều mọi người ưa chuộng. Thay vì lựa chọn Mazda 3 2018 2019 thì Cerato form này lại được rất là nhiều anh em thích này. Đó. Nói chung là bây giờ hiện tại những chiếc Cerato này ở trên thị trường vẫn rất là hot, thật sự luôn. Trong thị trường xe cũ như bọn em đang bán thì khá là hot.
Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người xem qua một vòng ngoại thất nữa trước khi kết thúc video ở đây mọi người nhá. Đây là chiếc Kia Cerato bản 2.0 sản xuất năm 2018, màu trắng biệt tình. Xe chạy được 23.000 km. Đó. Xe rất là mới này, mọi người có thể nhìn thấy được. Đó. Form dáng trẻ trung, năng động, đẹp. Xe này thì bên em hỗ trợ mọi người vay 70%, giao xe toàn quốc cho tất cả mọi người. Với cái lãi suất ưu đãi dành cho mua bán ô tô thôi. Hiện tại thì chiếc Cerato sản xuất năm 2018 bản 2.0 full này bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 575 triệu mọi người nhá. 575 triệu, giá này thì sẽ bao gồm chi phí rút hồ sơ làm hợp đồng mua bán để hỗ trợ anh chị đăng ký ở tỉnh. Ở Hà Nội thì có thể mua chiếc xe này nó sẽ hơi cao một chút, vì là thứ nhất là xe đẹp, mà thứ hai là bản 2.0 cộng với lại biển tỉnh về Hà Nội thì sẽ phải mất 20 triệu mọi người nhá. Đây là chia sẻ rất là thật. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Em là Song Thảo, trân trọng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.